Gần 18 giờ, tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn của Công an thị xã An Khê thực hiện nhiệm vụ trên tỉnh lộ 667. Hơn 1 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm. Người đàn ông này điều khiển xe ô tô lưu thông từ thị xã An Khê đi huyện Công Chơ Ro. Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, nồng độ cồn ghi nhận trong hơi thở là 0,055mg trên 1 lít khí thở. Lái xe cho rằng nồng độ cồn này là dư âm từ cuộc nhậu ngày hôm trước. Còn hôm nay anh chưa hề sử dụng rượu bia, nên lực lượng chức năng không thể xử phạt hành vi vi phạm được. Phải thuyết phục rất lâu, lái xe mới ký nhận lỗi vi phạm. Là phát hiện anh là 0,055mg trên 1 lít khí thở. Của anh là hiện tại là mức 1. Đó, là theo nghị định 100 á, là hành vi của anh là xử lý là phạt 7 triệu. Là mức trung bình của từ khung từ 6 đến 8 triệu là phạt 7 triệu. Và bị tước giấy phép xe từ 10 đến 12 tháng. Ngày hôm qua em có uống bia rượu rồi. Có nghĩa nó dư âm trong cơ thể của em, là em tưởng em tắm rửa sạch sẽ em đi là em ngủ qua một đêm rồi. Bây giờ em còn bị như vậy nữa thì mấy anh coi thử cái mức của em mà bị mức rất là thấp. Anh có thể xem xét lại giúp em được không? Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào khung giờ cao điểm trong ngày, Công an thị xã An Khê đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế ma túy thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn thông qua hình thức mật phục hóa trang kết hợp với tuần tra công khai. Với sự linh động trong triển khai nhiệm vụ, rất nhiều đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông tại cơ sở đã bị các lực lượng phát hiện xử lý nghiêm. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo đơn vị nhân rộng mô hình 3 lực lượng, trong đó gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế ma túy, phối hợp công an xã phường trên địa bàn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khung giờ cao điểm, nhằm mục tiêu là làm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã. Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng cho biết thêm, với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ, 8 tháng của năm 2022, lực lượng chức năng Công an thị xã An Khê đã phát hiện hơn 4.400 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4.355 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các lực lượng cũng đã rà soát, lên danh sách hơn 300 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở để có biện pháp gọi hỏi răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm.